Cái điều gì mà anh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nhất về cô ấy tất cả những cái uh, thích và những cái không thích có Thì, cái không thích nữa th 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 đương nhiên làm sao mà thích hết được anh ôi <laughs> <laughs> ừ, sao mà anh hạ giọng xuống anh buồn quá vậy không phải tại vì, vậy? tại vì chúng ta chỉ là người thôi vâng. Vâng, chúng ta chỉ là người thôi và bạn làm tôi nhớ là cái chuyện mà hai người này nam nữ quen nhau thế rồi thì đưa nhau đi ăn chả cá đế vương <laughs> ăn xong thì, thì cảm thấy là hạp nhau lắm thì cô này mới bảo là thật là em không tin là đến một ngày em lại gặp được một người như anh bề ngoài thì khỏi nói rồi cao giáo bảnh trai công việc làm thì quá ổn định ha gia đình thì bề thế rồi thì sự nghiệp thì khỏi nói. Ừ. Theo như điều anh nói, đó, anh có mấy cái bằng đại học mà, phải đúng ừ. không? Bây giờ anh về đây, anh phát triển. Thế thì em nghĩ là con người đâu có ai hoàn hảo như vậy. Thế anh có cái tật xấu gì không? Anh này bảo thì không, anh nghĩ là anh cũng khá hoàn hảo thôi. Chỉ có một cái tật nhỏ thôi. thật gì vậy anh? Anh thích nói xạo lắm. <laughs> có nghĩa là những cái hoàn hảo đúng không? Đều không anh có cái nào là đúng lắm. hết. lắm, vâng, <laughs> một trong những cái điều mà em cảm nhận thôi với góc độ của một người quan sát thì em thấy được là hai anh chị mỗi một ngày học cách để hiểu nhau hơn và lắng nghe từ người kia nhiều hơn thật ra trong cuộc sống đó, có nhiều có nhiều người không thể nói chuyện được với nhau hoặc cũng có thể nhiều người sau một thời gian mới phát hiện ra mình không hợp để nói chuyện với nhau và dẫn đến là nó ngày càng bị những cái xung đột những cái bất đồng nhưng mà anh thì em nghĩ là anh luôn luôn tận dụng những cái khoảng thời gian tốt nhất